phải tới chợ luôn kìa. Đồ 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 kìa. Đồ. Cái vỏ này người ta bắt bao bao luôn nha các bạn. Cái đó nó thật sự luôn á. Ok, chạy nữa, chạy nữa kìa. Đồ. Đó, bắt đây á. Đủ vô đủ đập một cái rồi luôn á. Đó, đó, thấy đó kìa. Kìa, ai chạy chụp kìa. Đó, thằng đâu. Đó, nó hơi lúng lại rồi. Cái đường nước á. Rồi các bạn và mọi người cùng xem ha. Hôm nay mình quay cây chăm hai bờ rồ đang cắt ở đây là đồng ở tổng quản đó các bạn, bỏ khí ha. Nhưng mà đặc biệt nha, hôm nay mình thấy là dữ lắm chuột các bạn, chỗ anh em đang tranh thủ để bắt chuột dữ lắm luôn nè. Đó, đó, quá trời luôn. Tại vì nó nằm ngay ở đây thì nữa 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 che quá rồi, chúng ta sẽ chờ luôn kìa. Rồi gột gột nữa kìa. Rồi gột sáng giờ ở đây người ta bắt bao bao luôn nha các bạn. Cái đó mình nói thật sự luôn á. Ok chạy nữa kìa, gột kìa. Rồi trời ơi, ông đập cây đó, đủ vô đi ông đập một cái ụ mà. Ồ dính kìa, dữ lắm chuột luôn. Ok à, đó tại vòng vòng ở đây cắt hết rồi đó các bạn, chỉ còn có một miếng một à. Ồ ở đẳng nó chụp nữa kìa, dữ lắm chuột. Rồi các bạn cho mọi người cùng xem và theo dõi ha. Hôm nay coi mấy em mình chụp chuột xé bạc luôn, dữ lắm chuột luôn á. Cái này thì cây chăm hai bờ rồ của em Linh mình mới mua vụ này nha các bạn. Em Linh mình thì hồi mấy lần cũng có xài cây cây quơ chăm hai cộng, chăm cộng chăm bờ lút á. Rồi bây giờ đổi lại cây chăm hai bờ rồ này các bạn. Giống lúa này giống lúa OM18 nha các bạn ơi, mà sập quá luôn, sập mà thêm cháy lá nữa đó. Rồi chạy cái quá trời bụi luôn các bạn cùng xem nè, quá trời sập nó đất hơi dẻo nữa. Cái nói chung mấy dòng này mà lúa đứng thì chạy bao phê luôn, kéo cũng xa lắm á. À còn các bạn kìa, vừa tới đầu vườn á nó kéo đang chạy gà, đất hơi lúng. Nói chung từ đây vô tới chổng là đất dẻo dẻo không à, không được khô tại mưa hổng gài đó. Quá trời chuột luôn. Nói chung là mình cũng lại hơi trễ đó các bạn, chứ mấy người ta cắt mấy miếng trước đó, nãy mình lại thấy nó cầm về bao bao à. Bao nhỏ nha, không phải nó bao bự luôn các bạn, khúc khúc vậy. Về hết một tớp là đông lắm. Giờ còn lại mấy em nè, chuột ghê luôn. Dòng nào cũng có chạy hết. Đó, đó, thấy đó, thấy chưa. Kìa, ở sao chụp nó kìa. Có, trời đâu. Chỗ đó hơi lúng các bạn ơi, chăng cái đường nước á. Ồ, oh, nãy nay nó đập rồi. Ok. Tới đó nó gặp nước, nó dội chạy ngược ra ha. Ủa, kìa, kìa. Ghê hồn chuột trời. Đập kìa. Ồ, oh, oh, chạy đây nữa nè. Kìa, ô, nó chạy kìa. Quá trời luôn. Nè nè, mấy cầm tay hai ba con không? Nè. Ô, chụp đây nè.
nơi không? Đâu chụp cẩn nữa kìa, nó còn nín nữa mà, nó như chạy lẹ quá nó nín, chụp chạch cái nó chạy ra đó. Trời thiệt chưa, tại vòng vòng đây giờ còn có miếng nào một rồi nó dồn. Quá trời bụi các bạn ha, bị cây lá mà đập kìa. Rồi, kéo chị giữ qua cái hơi ở đây nghe hì hì, kéo lúa còn nhóc luôn các bạn, tại đường xa kéo không kịp thì máy này chạy hơi lẹ nữa. Hai bà rồ mà chạy tốc độ lắm. Cái này thì chức năng năng lái nó thì cũng y chang Kuta mình. Cây chạy tới là chạy được. Cây 418. Bánh xích đó thì bự hơn 70 nha, 5,5 tấc nè. Bề dài nó 5-6 gai. Còn Kuta 70 mình chỉ có 54 gai à. Tập một phút nữa các bạn. Đủ rồi. Về. Rồi cực nữa đó. Dòng nào cũng có chứ. Kìa kìa. Canh kìa. Đó đập kìa. Đó mày chết nữa nè. Ghê hồn không? Dòng nào cũng có chuột kìa. Thấy vàng lúa thấy ngon các bạn ha. Bây giờ kỹ nó cháy lá quá trời luôn, cỡ bụi luôn mà. Không thấy cái máy gì. Đứng đây muốn ngọt vậy. Ồ ồ có lên ba cô có đẩy gà. Rồi chưa. Thế đợt mình cũng có quay cái máy của em Hải mới mua, là em Hải mình canh thử một mẫu là 10 công đó các bạn. Là một tiếng đồng hồ đúng 10 công. 10 công ở đây mình tính 10 công là 10 công tầm lớn của mình ở đây đó nha. Tới ngàn ba đó, công ngàn ba. Chứ không phải 10 công tầm nhỏ nha các bạn. 10 công tầm nhỏ thì chỉ có 1.000 mét vuông á. Còn của mình tính tầm lớn ra 1.300 mét vuông. Dòng nào cũng có chuột hết. Ôi ông thủ cây kìa, thủ ruộng. Cái này đất hơi sập các bạn ơi, này mà đất đứng một cái dữ lắm chuột. Hàm đó thì cũng 2m2 mà, 2m2 trở lại. Cũng cỡ hàm 70 mình thôi. Có cái nó vượt trội hơn là được cái tốc độ nha. Rồi. Đâu vậy? Ơ lẹ nó vô kinh. Rồi luôn. Á à, chạy kêu luôn trời. Ô ở đây nữa, ở đây nữa. Ô kìa kìa, ô kìa. Ô, ô. Ô, con em mình bám dính rồi. Dính luôn à. Quá hay. Mấy em nhỏ nhỏ bắt được giỏi lắm. Mấy em này là mấy em bữa hổm chạy xe đạp tốc độ của hổm nha các bạn. Ô ô, nữa hả?
Tự ơi, ghé. Đến nè. Rồi. Dòng nào nó cũng con hai con, dòng nào cũng con hai con. Ủa, bắt đây đi chịu biết nhiêu các bạn. Đó, thòn chuột nó chọc bên kia nữa kìa. Ồ, ngoại dính luôn kìa, thấy chưa. Ồ, rượt nữa kìa. Rượt nữa kìa. Ồ, rồi, chuột. Đó, thòn luôn không. Bên nào cũng có chuột hết, dòng nào cũng có chạy hết. Ồ, mà dưới nó rượt dưới nữa kìa. Ghê hồn chuột chưa.